cái gì đó nó sớt mà lót nội dung vô. Rồi một cái box nữa tôi sẽ là cái chỗ để nốt dữ liệu lên đó nha. Thì cái box này tôi đặt là một cái ID là load content vô đây đó, load content vô đó, nữa dữ liệu nó sẽ load vô đây nha. Rồi đây là hệ thống menu của tôi. Rồi tôi sẽ có các thẻ A, đơn giản là các thẻ A thôi. Đấy, bây giờ thẻ thứ nhất là load file tt đó. Thì bây giờ nè, CS cái file, cái file thư viện của tôi đâu, file thư viện cộng trên C cộng trên V. Rồi tôi sử dụng file thư viện mới nhất của Zibari ha, Zibari copy cái tên. Copy cái tên .gs. Rồi nó lấy file trực tiếp tôi download về cho khỏe khỏi load server của mình ra. Rồi bây giờ tôi muốn là lít vô đây thì nó load cái file tt của sản phẩm đây ha. Thì tôi sẽ làm như thế nào thì đơn giản thôi, đã có thư viện rồi thì bây giờ mình làm viết thôi ha. Bây giờ là mình nếu mà tài liệu nó sẵn sàng thì chứ có thể sử dụng cái này, có thể sử dụng cái này ngắn hơn xíu, rất đi sót đấy. Thì mọi cái code Zibari mình sẽ quăng vô đây, chỗ này bắt đầu viết chỗ này nè, lít tạo sự kiện lít ha. Ví dụ như jQuery tạo sự kiện lít cho thẻ a đúng không? Này, lít cho thẻ A thì nó load dữ liệu vô đâu? Vô cái thằng là load content. Rồi, tôi jQuery liên load. Load ha, load bot, load get, load get. Rồi, mới nãy mình nói rồi là cái hàm load đơn thuần là mình chỉ cần giữ cái chỗ mà load file thôi, URL thôi. Nếu phần sau không quan tâm để nó. Rồi, cái này mình load vô đâu? Load vô là load content. Đúng không? Rồi, cái này là hello.tt. Rồi, ok đó. Thì cái này là nó load cái file ngoài vô ngay trong cái này đó. Nha, ổn nha. Rồi, bắt đầu tôi chạy thử. Đương nhiên phải chạy localhost rồi. Localhost. À, chứ. Không tám đó, đó. Ok ha, cái này nó load cái file tt. Bây giờ ví dụ mình load file bp đi, là product chấm bp đó. Thì nội dung của product làm sao thì nó lên vậy thôi ha. Comment đó nha. Nếu các bạn làm demo luôn cái comment thì các bạn nhập tên, nhập điện thoại, nhập số, nhập cái dấu gì đó. Rồi sau khi nhập thì load thì nó load lên đây. Nhập bao nhiêu thì load lên. Azure hết. Đấy. Rồi, tức là bây giờ mình đang làm demo là lít vô một cái element cụ thể ha. Ví dụ ở đây là mình có hệ thống menu nhiều nhiều cái A thì sao, các bạn hiểu không đó. Ví dụ như load comment, load order, load comment, load delivery, comment gallery rồi đó. Rồi ok, ví dụ bốn cái đi. Rồi. Rồi sau đây
bốn cái the a ha, the a thì biết the a nào, ví dụ vậy. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái bữa vừa rồi mình có học cái hàm là on click, bắt đầu tạo cái on click cho the a, hình dung không? Đấy, thì cái phần này mình không sử dụng, cái này là làm demo chơi cho vui trên một cái element nào đó. Bây giờ nó nhiều element ha, nó cùng một thẻ hoặc là nó cùng một class thì mình sẽ đọc click, mình sẽ tạo click bằng cái on ha. Thì bắt đầu mình viết nè, tập trung nè, chỗ này vui nè, GQ on rồi mình on click, mình sẽ là dò ở trong cái thằng cha nó là thằng header nè, dò trong header nè và tạo cái sự kiện list nè. Đó, tạo sự kiện list nè, cho thẻ A nè. Rồi, khi mà list vô thẻ A thì mình làm cái gì? Làm cái gì thì vô đây mình làm nè. Ha. Thì hiện tại nếu thẻ A như thế này thì mình không biết là cái thằng này load cái file nào, thằng này load file nào mình không biết. Thì bây giờ mình tận dụng cái thuộc tính href để mình truyền cái tên file vô đó nha. Thì bây giờ cái này tôi sẽ load cái hello.txt, tôi để vô như vậy luôn, không thể bỏ này được nha. Lý do thì các bạn tự thử thì sẽ biết lý do tại sao không bỏ cái vô thang. Rồi, cái này là tôi để folder.txt, tức là mình phải tận dụng những gì mình đang có sẵn ha, để mình làm cho nó có một cái công thức chung chung. Rồi, load comment thì tôi cho là comment.txt chẳng hạn. Tại gallery.html. À, ví dụ. Rồi tôi nói ví dụ này nữa nè. Ví dụ mai mốt tôi nói là khai báo một cái mảng ha. Khai báo một cái mảng bao gồm cái mảng để lưu trữ danh sách menu, bao gồm tên menu và đường dẫn. Rồi sau đó mình sẽ đọc ra cái chỗ menu này. Đấy, thì bây giờ lúc này là mình làm được hết cái chuyện này ha. Còn này mình đang làm trực tiếp thì mình thay đổi trên đây luôn đi. Rồi ok. Bây giờ nè, khi mà mình lít vô cái A ở trong cái header thì mình làm cái gì? Mình làm sao mình lấy được cái này nè, lấy này ra nè, để mình load cái file này vô đây đó. Để lấy cái này ra thì cái này là thuộc tính của thẻ A ha, href là thuộc tính của thẻ A, vì vậy cho nên mình lấy cái thuộc tính ra nè và lấy thuộc tính của thẻ A ra, att bằng ha, GQ attribute get ha, attribute get, get là lấy ra, cái này là thẻ A nè, attribute get thì mình lấy cái thuộc tính của nó là thuộc tính là href nè, href nè đó. Rồi mình kiểm tra rồi mình lấy đúng cái thuộc tính đó chưa thì alert nè, app chẳng hạn, lấy thuộc tính đó. Rồi các bạn hiểu rõ tạo cái sự kiện list bằng cái hàm on chưa, phương thức on chưa nha, và cách làm vậy đó, tạo sự kiện list trên cái A trong header nha. Cách 5 đó, có 1 2 3 4 5, các bạn nhớ là mà select là cho đẹp đẹp xíu nha. Lít vô đó, nó lấy ra được href nè, lít vô à, sai, lít vô sai. Nó sai chỗ nào? Cái này không phải là A mà là gì? Is ha. Đấy, mình phải kiểm tra như vậy đó, kiểm tra từng bước vậy đó, để nó sai mình biết nó sai chỗ nào mà mình sửa đúng rồi nè. Gallery nè, comment nè, load rồi đó nè. Rồi
Bây giờ mình dùng một cái hàm subtract để mình trừ cái dấu thăng này ra, để mình lấy cái khúc này thôi. Và mình lấy cái này mình load giống như cái bài mới nãy mình làm là ok, là đúng luôn, đúng bài luôn nha. Mới nãy thì mình thử, mới nãy mình thử hàm load, thì bây giờ mình làm thiệt là mình lấy cái phụ tính href để mình làm cái file, cái tên file để mình load vô cái load content này. Thì bây giờ đây nó có rồi nè, thì đã có rồi cái thuộc tính rồi, thì bây giờ mình lấy cái file ra ha. Và cái tên file bằng att chấm, mình sử dụng cái hàm substring. Substring là cắt chuỗi ha, substring là cắt chuỗi. Thì đây nó nói là cái số đầu tiên và cái số cuối cùng cắt chuỗi ra nè. Thì bây giờ mình bỏ dấu thăng ra, tức là số đầu tiên của mình là số 1, cái thăng là số 0, không lấy. Rồi mình lấy cho nó hết chuỗi luôn, thì là att.len. Rồi lúc này cái này nó là cái tên file không có thăng rồi đó, không có thăng là mọi chuyện nó giờ được giải quyết ha. Mình dùng hàm load nãy mình gắn vô là xong đấy, đúng rồi nè, đúng rồi nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ lấy cái này mình load vô đây, mình load vô cái load content, đúng không ta? Đúng, đúng, nó phải như thế nè. Gì đó đã. Đơn giản như thế này thôi. Rồi cái này là cái tên file, cái này là cái ID, nó cần thêm như đây đó. Hình dung không, đơn giản vậy thôi đó, nó chỉ có nhiều thôi đó, là nó nói được tất cả mọi cái file, mọi cái menu, mọi file rời vô đây nha. Nghĩa là Jewelry Azad làm cái này rất là ngon, rất là sướng, khỏi nói là trang, ví dụ vậy, khỏi lớp là trang, nó chỉ lớp một phần của trang thôi. Hả? Ha. Hả? Hình ảnh, bình luận, sản phẩm. Hello, Ajinomoto. Anh hiểu không? Đó. Nội dung của nó thầy để trong cái database hả thầy? Nội dung thì tùy em muốn làm gì em làm. Em không làm database thì thôi, thì ở đây là những cái trang web tỉnh nè, những trang web tỉnh nè, hiểu không? Tức là file, nếu là file BB thì em lập trình em làm gì đó kệ em, hiểu không? Cái file BB, nếu là file BB thì nó tự nó làm, nó tự hoạt động, nó tự xử lý, kệ nó ha, mình không quan tâm. Ở file BB mình chỉ quan tâm là dữ liệu đầu vào là cái gì, rồi dữ liệu đầu ra của mình là cái gì thôi đó. Còn cái này là cái load thì nó load nguyên cái file này lên, file này nó có cái gì load nguyên lên, file Ajinomoto nó có chỉ có cái dòng này thôi, nó load nguyên này lên, file gallery nó chỉ có mấy cái tấm hình này thôi, nó load nguyên file này lên, hiểu không? Comment thì nó có nguyên cái form này, ở đây có một số CSS có này, nó load nguyên cái comment lên ha. Cái product đó, nó load nguyên này lên, vô không? Mấy cái file này làm việc độc lập, làm việc với Isaac thì mấy cái file ở ngoài nó sẽ làm việc độc lập, nó không liên quan nha, không liên quan tới cái file hiện tại mình làm Isaac, không liên quan đó. Các bạn phải hiểu từng dòng ha. Hy vọng bữa nay nữa thì các bạn sẽ hiểu cái hàm on nó hoạt động như thế nào. Sự kiện, tạo sự kiện gì cũng được nha. Bữa sau thì tôi sẽ có một cái bài nó đầy đủ hoành tráng hơn. Mình sẽ áp dụng Azad sự kiện ôm lại hết mấy cái thứ cũ nhà để mình làm cái ra cái bài mới. Rồi load file ok xong nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thêm tiếp tục. Bài thắc mắc gì không? Mình làm tiếp tục phần boss. Vậy dấu thăng nó là gì nói luôn đi thầy? Đâu có dấu thăng đâu có gì đâu nói. Em không có dấu thăng là nó chạy luôn.
dấu thăng là giống như là nó chạy tới một cái ID nào đó gì đó. Mình để dấu thăng để cái file này nó rồi. Hỏi thăng ha. Hỏi thăng ha. Dạ. Ok. Thì bây giờ tự rút ra kinh nghiệm nè. Nó giỏi ha. Rồi nó mất tiêu rồi đó. Thì nó là nó chuyển trang. Nó chuyển trang. Có dấu thăng đâu thì nó mới chuyển trang, còn nguyên trang ở đó. Ha. Đó, nè mấy này không có dấu thăng nè. Này mấy này có dấu thăng nè. Cái này không có dấu thăng nè. Chuyển trang nó mất luôn cái trang mình rồi. Rồi hiểu rồi. Ok. Rồi ok ha. Khỏe. Rồi, bài thứ hai dùng bot để mà làm cái phần trang và truyền giá trị cho cái file vào đớp. Ha. Rồi. Bài này để riêng đi. Tạo một file mới. Control A, Control C, new file. Product đi, sản phẩm đi, danh sách sản phẩm đi. Đây. .html. Rồi ok. Bây giờ cái này nó không phải là ló trang nữa. Nha, bây giờ mình mô phỏng cái chỗ này là cái chỗ phân trang. Ví dụ như đây là số 1. Cái này là số 2. Cái này là số 3. Cái này là số 4. Cái này là số 4 ha. Cái này vẫn là cái chỗ là load dữ liệu vô. Rồi. Bây giờ mình muốn là load dữ liệu vô đây nè, mà nó theo số trang, nó theo loại sản phẩm, ví dụ như vậy. Ha, nó theo số trang thì loại sản phẩm vô đây. Đó, thì bây giờ mình vẫn là tạo sự kiện list vô thẻ A của header. Ha. Thôi có phân trang này để chỉ phân trang đi, để chỉ header tầm lộ. Đó. Thường thường là mấy cái số này để trong cái phân trang. Đó. Tức là trong cái phân trang này. Đây, xóa luôn. Đi lại từ đầu lần nữa thì cho thuộc bài cái gì trên á. Bây giờ mô phỏng nè. Mình mô phỏng là nếu mà chọn trang số 1 thì nó load dữ liệu tương ứng với trang số 1. Nếu là list cho trang thứ 2 thì nó load dữ liệu tương ứng ở trang số 2. Nếu mà mình lập trình viết bi á, mình chỉ cần viết số trang thôi thì mình sẽ phân trang được ha. Thì mình chỉ cần truyền cái số trang vô ngay chỗ này thôi là ok. Thì lúc đó mình không thể sử dụng load được mà mình sử dụng là post để mình đưa mấy cái biến này vô. Vô cái trang BFB này để nó xử lý. Thì trong file BFB này á, mình muốn lấy mấy cái tham số chuyển vô á, thì mình chỉ cần là làm giống như làm việc với form vậy á. Tại vì mình chuyển phương thức bot mà, thì mình lấy dữ liệu bằng cách là bot luôn. Hình dung không? Nha. Chỗ này hình dung ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm cái trang danh sách sản phẩm nè. Trang danh sách sản phẩm nè. Rồi tạo sự kiện list vào thẻ A ngay cái chỗ bóc phân trang. Rồi mình sẽ làm như thế này. GQ on. Này, tạo sự kiện list trong cái phần phân trang. Cái phân trang này là class ha. Rồi tạo sự kiện list. List ở đâu? List ở thẻ A. Thì công việc mình làm cái gì? Function. Đấy. Bây giờ mình làm cái gì? Có phải là mình cần lấy cái số 1, số 2, số 3, số 4 để mình truyền vô cái bot không? Nha. Thì bây giờ mình lấy số 1, số 2, số 3, số 4 bằng cách là khai báo một cái biến là ra bay bằng cái gì? bit.test, tức là gqtest. Mình lấy giá trị của một cái element nào đó là test ha, và mình lấy tức là mình ghép chứ không phải là set. Đó. Thì cái này là cái bit chứ không phải là a nha. Tức là khi list vô a thì lấy cái test của a để làm cái số trang. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm bot, bây giờ mình làm hai tham số đi.
mình truyền hai tham số đi để mình thấy cái object ở trong cái board nó sẽ hiển thị như thế nào ha. Cái này thì mình cho nó là catalog đi. Catalog này bằng như catalog lúc này của mình là bằng số 1, hoặc là một cái tên cụ thể cũng được, chả sao ha. Thường nó là số để chị để vô USB á, nó que catalog bằng cái này đó, rồi nó limit dựa theo cái số này mà nó limit được ha, dựa theo số trang thì limit được rồi. À, xong ha. Thì bây giờ mình mới bắt đầu là mình thực hiện cái bot nè, ZQBot. ZQ là jQuery đó, bot. Thì cái này là cái URL của mình, à, là cái file mình sẽ thực thi dữ liệu nè. Thì cái file này file product.php. Rồi, cái data này là cái dữ liệu mình truyền vô cái file này ha. Thì nó là một đối tượng, nó phải là một object đó. Object thì nó là nhọn một nhọn. Thì key đầu tiên của mình là cái trang. Đây, cái giá trị mình truyền vô đó là BG. Trên đây mình tính BG được rồi nè. Đó. Rồi, mỗi một giá trị, mỗi một thuộc tính của object là phẩy. Rồi, xuống hàng, mình truyền thêm cái catalog. Cata, bằng là catalog. Đấy, xong. Xong object. Rồi, thực thi cái gì thì cái hàm này ha. Còn sau này bỏ đi. Data thay đó bỏ đi. Rồi, mới nãy tôi nói là cái này là cái giá trị trả về từ cái file này nè. Vì thế cho nên tôi cần ghi cái này ra cái chỗ này. Thì khi mà cái file product.php á, thường thường nó trả về là nguyên một khối lệnh HTML, CSS. Vì vậy cho nên cái phần mà get data này nè, để đưa lên cái chỗ lót này nè, nó phải là HTML, CSS. Thì mình là CQ, HTML, CSS. Và cái này là mình set, chứ không phải là mình get. Ha, set là gắn nó vô. Thì mình gắn vô đâu? Cái này là cái thằng load content. Rồi, cái này là cái gì? Cái này là cái data. Là lấy cái này nè, đem xuống đây nè. Và nó đưa vô cái load content này nè. Đó. Rồi, bây giờ trong file product.php nó sử dụng mấy cái hàm này như thế nào? Thì nó sẽ làm việc giống như là lấy dữ liệu từ form và với phương thức là post. Thì bây giờ mình trong có product nè, mình sẽ sử dụng là post ha, kata. Mình truyền vô cái biến gì thì mình lấy cái biến đó. Đó, nếu mà cái data nó tồn tại thì kata nó bằng cái này, và nếu mà nó khác rộng nó tồn tại thì nay tôi ra mà không có thì thôi. Tương tự như bay cũng vậy, bay cũng vậy, bay cũng vậy ha. Thì cái này tôi show lên chơi chở vui thôi. Nếu mà mình làm biết bi á, thì mình lấy cái này về nè, mình bắt đầu mình đưa vô cái function nào hay đối tượng nào mà nó có cái hàm select where với id catalog bằng id này nha. Rồi cái mình có số trang rồi, mình sẽ tính toán được là nó sẽ load dữ liệu bí mật từ cái phần tử thứ mấy tới phần tử thứ mấy, thì lúc đó là nó sẽ load theo trang được nha. Cái này mình làm mô phỏng thôi cho nên mình cần là show lên là được ha, nó có giá trị là được, nó có giá trị trong đó là được. Rồi, ok, nhanh tới sản phẩm ha. Danh sách sản phẩm nè. Ok. Danh sách sản phẩm .html. Đó. Tôi có các số trang. Đợi một lát làm CSS chơi chỗ vui. Một lát mình ôm xíu về cái set background CSS này họ này. Rồi, lướt vô đây. Đó. Các bạn thấy nó load trang sản phẩm. Nó lấy được cái giá trị số 4 vô nè. Nó lấy được catalog vô nè. Thì cái phần dưới này mình xử lý dữ liệu, cái đó dữ liệu muốn làm gì làm, miễn sao dựa theo hai cái biến này là ok. Và nó ra giống hình ha. Đó. Số 3, số 2 ha. Rồi, bây giờ bữa hôm có một số bạn hỏi là khi mà nó trang vậy thì mình làm cái trang này active nó như thế nào. Đó, thì bắt đầu làm tiếp. Thì đương nhiên là phải có CSS. À, cái CSS thì cái này là phân trang A Bedding 5 pixel 10 pixel, đơn giản là background thôi, background color là được rồi. À, tôi cho background color là màu
cam, tôi thích màu cam. Rồi Hoover ha, mấy cái kia các bạn tự 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 làm ha, mấy cái đấy cái tự làm cho nó đẹp, làm demo bắt rau thôi. Rồi Hoover thì bắt rau màu đen, ví dụ như vậy, bắt rau màu đen, tại đương nhiên là cái chữ nó màu trắng mà. Cái chữ nó màu trắng là đúng rồi, tại vì màu đen, màu trắng trên màu cam cũng đẹp, mà màu trắng trên màu đen cũng đẹp. Rồi đó, ví dụ mình có mấy cái trang là mấy nhà. Rồi bây giờ chọn trang nào HP trang đó nha, thì mình phải có một cái CSS HP ACT, tức là cho bắt ra màu xanh thôi, ví dụ như vậy, đi cho bắt ra màu xanh. Rồi bây giờ nếu mà mình đang lít vô cái thẻ A đó đó, thì thẻ A đó mình add class HP đó cho nó cho thẻ A ngay chỗ đó nha. Yeah. Thì bây giờ mình add class cho nó nè, ZQ class add. Rồi cái này là mình biết nè, ngay chỗ đó thì mình add class ACT cho nó. Những cái thằng xung quanh nó là không có add class, remove class ra. Tiếp tục, những thằng xung quanh thì nó là cái gì? Cái hàm gì bữa hôm đó, ship link à, remove class ZQ remove. Rồi remove class ACT ha. ACT tức là chỉ chỗ nó là mới có class này, xung quanh mình xóa hết đi. À, xung quanh nó mình xóa hết đi. Nó là gì? Nó là div. Xung quanh nó là spline. Spline. Đúng như đã không rồi. À, nghi ngờ cái khả năng tiếng Anh của mình thì mà các bạn có thể vô đây các bạn sợ nha. Spline, spline là hàng xóm láng giềng đó. Hàng xóm láng giềng là spline đó, spline. Rồi sáng tả rồi. Spline, spline, một chữ D hả? À, một chữ D đây ha. Jewelry spline nè. Đây spline nè. Nha, tức là nó xác định mấy cái thằng liền kề đó nè. Nó đi giữa nè, mấy thằng liền kề nè. Đó ha. Cái này là spline. Một chữ D và có chữ S nữa. Đây nó mới đúng. Hình dung không? Chung cái này làm rất là vui. Vui ơi là vui. Đấy. Chết cha. Nó đụng xé hết vậy. Chờ in bọc thành ở đây. Nha. Hạt phi chỉ bọc thành được. Hả? Hình dung không? Đơn giản. Đơn giản. Nhưng mà phải hiểu. Đơn giản phải hiểu. À, một hai nữa là gì để làm chút xíu thì một tỷ s hạt tỷ lấy giá trị ra, cái này gắn sàn chơi, truyền hai tham số vô cái file router để file router nó xử lý, sau khi xử lý nó trả về cái data ở đây, mấy cái chữ này vẫn như vậy nè, mình lấy cái data này mình show lên cái load container là xong. Do cái data này nó luôn luôn gọi là HTML CSS, cho nên phải set HTML, nhưng mà là set test nha. Chỗ này là lấy giá trị của cái thẻ A thì nó là test, chỗ này là đưa nguyên cái HTML dùng cái biết. Ok không? Ổn không? Bắt đầu ngồi làm thử nha. Tức là mình có hai file, một file là làm việc log, một file là làm việc post, thì mua hai cái, hiểu rõ từng dòng chữ, từng dòng, từng dòng, từng dòng.